Hả? Vậy mà nó không trúng. Rung tay nè. Trúng rồi đó. Rớt xuống nữa, xuống. Ở kia kìa, nó bay kìa. Chết rồi. Nọt rồi đó. Lầm không? Lầm đó, lầm đi. Lầm nói nào? Lầm hướng chỗ nào? À, lượm được con chim vất vả. Ok, rồi, good rồi. Nó con giống à? Nãy anh bắn phát đầu tiên nó giạc một chân luôn rồi mà. Phát đầu tiên, bắn phát đầu tiên vào đây rồi mà. Thế rồi đừng, đừng bỏ bịch nó, sao gầm ngố quá. Má một viên này không chết kìa. Giạc chân rồi đấy. Nó dính một viên, nó dính một viên rồi. Rớt. Đi tới chiều rồi. Trời em nó nói giờ anh bay đám anh bay em rồi đó. Có mình bịp để bắn trúng chỗ nào ta? Nãy nó bắn trúng một viên là nó. Nè. Bắn nè. Trúng một viên cái nó giạc chân nó không bay được nữa. Không. Nó mới rớt. À bắn. Ok. Bị cao. Nó trong mùi ít đá bỏ nhé. Bắn này vậy? Bắn này. Chết luôn hả? Dạ. Hôm nay có bạn đồng hành này đi đựng nhặt chim. Rồi xong. Xuống lâm. Nó không bay nữa đâu. Nó không bay nữa. Dạ bồi thêm cho nó viên nữa đây. Đi thẳng vô, thẳng tới. Con này nó không bay nữa đâu mà, nó chỉ chạy bộ dưới nước thôi. Thấy nó sợ luôn rồi. Đó, dã cho nó viên nữa đi. Hả? Xe đạp á. Đèn đi xe đạp này nhỏ nhưng mà nó xuyên luôn. Rồi, tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bịch, bịch thì ở xe nó mà nó quăng ra đây. Nó ăn cá chưa chịu ăn nữa hả? Nó quăng nhỏ chết rồi quăng ngay ngay cái cây. Nó ngồi trong đó, coi chừng á. Còn đất. Đâu. Thôi em ăn đi. Hai con còi, mới thấy con kia nằm đây à. Đi 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 đi. Chạy vô đi, bắn chạy vô đi. Cò chúng đạn này đấy. Nó không bay được nhưng mà nó vẫn chạy được. Để tao bắn vào lưng nó. Lần hay dữ ta. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Bắn xuyên vào ngang người làm sao chạy được. Lượm đi, lượm đi. Nó không bay nữa đâu mà, lượm đi. Dục bật luôn, thấy thêm giấc dục bật luôn cả. Tầm đấy làm sao mà lẻ được. Bắn đi. Rớt tung lông rồi, nó không bay luôn, sợ thật nhỉ. Con này bị điên rồi. Rất đầu ta. Kia. Bây giờ sao lấy? Nãy ra, nãy ra. Ừ. Đúng rồi, phải có người ra. Trước mặt đó, trước mặt. Trước mặt kìa, bắn đi. Đó, hai con đó, thấy không? Thank you.
xuyên con người luôn. Mày ngu lắm. Vậy mà con hồi nãy giờ bắt mà chạy đúng rồi. Hả? Chạy đúng rồi. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, hít thở sâu. Người ta bảo bình tĩnh lại, hít thở sâu mà. Bắn phải bình tĩnh cơ, bắn không bình tĩnh là bắn không được. Rồi, từ 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 từ. Ôi đừng 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 bắn nữa, bắn nó lát hết rồi. Chết luôn. Thằng tới, thằng tới. Thằng tới luôn. Thằng vô. Rồi đi xuống. Đó đây này. Đó thấy không? Đó đi xuống. À. Rồi dắt nó lên đây chơi với anh em đi. Đừng để đứng dưới tội nghiệp chứ. Ở đây nó coi gì? Ok. Trời ơi. Từ 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 từ. Bên này dễ bắn hơn, đừng bắn nữa. Rồi, nộp. Rồi. Rớt rồi đấy, xuống nộp đi. Đi vòng quá. Trang ghê lắm. Ừ. Không bay nữa đâu. Có cái gì nói không? Đây vứt cho cái cây này. Cây nào? Bẻ 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 nó ra.
Bắn gì vậy? Ok. Để đi. Cái cây mà thấy không? Bắn rồi mình sao bắn lại là nhắm cái con mục tiêu rồi mà nó không chính xác. Không phải tại con cò đấy, nó trốn. Nó có gọi là cò ma mà. Chứ mình bắn cái cây để bắn phát chúng. Cầm cái chân nó giơ lên. Đó, nó phải. Cái gì? Quất đá bá chúng đi. Trời đụng. Kia có con rồi. Rồi xong. Nằm nữa. Nó nằm đưa cạn mà. Nằm đi. Một phát ngang người luôn này. Coi chừng nó lúng xuống. Con cò hồi nãy đúng không? Giờ mới nhét vào hả? Má cò số chết bắn không trúng. Đã bắn được em chích. Giờ đang đi lụm. À, tiếc thật, cái nãy giờ tôi chưa bật máy quay. Mày kia nó qua được chưa? Qua được bờ chưa? Đây, chỗ này. Đi sang, quay lại xíu. Thấy chưa? Đó chưa, đây. Bên này. Thấy chưa? Ừ, con gì đó? Con chích. Nó đâu biết con gì đâu. Coi chừng té. Bám chắc vô. Mai nó nhộm vào đầu á. Hay quá, một chích nữa. Rồi vậy. Ơi, chạy về đây. Tội nghiệp từng nhỏ đi lụm. Chim này chút về cho nó mấy mới đi. Anh không lấy đâu. Tại vì mang về nhà không biết làm gì nữa. Bắn chúng đâu vậy? Con cuốc chứ không phải con chích ông ơi. Con chích hay con cuốc? Đó, tao bắn cho nó nào, chúng chỗ nào nó lại nằm luôn nhỉ. Cái này là con chích chứ không phải con cuốc đâu. Tao bắn chỗ nào chắc cái nó bắn chỗ nào cái nó núp luôn. Nó sùm luôn. Không thấy được rồi. Nè, chỗ này có bắn toe mỏ nè. Xịt máu mồm nữa nè. Chắc ngay tim rồi. Ờ, bắn đông rộng ngay. Đây, bắn xuyên con người này. Ừ, bắn ngay đây. Bắn đây thì sao mà phát được. Ok. Bịp, em này bắn ngay đầu tiên. To. Một em cò bợ. Một em chích. Một nùi cò nép, cò đỏ. Cu gáy. Cu nhỏ. Và có hai đồng chí đang nhổ lông. Vâng, Cường Nguyễn và những người bạn.